Có một số chị em khi sử dụng lá trầu không để dưỡng da, da rất là trắng đẹp và nõn nà. Tuy nhiên thì có rất nhiều chị em khi sử dụng phương pháp này lại làm cho da bị tăng sắc tố mạnh, thậm chí là bị rối loạn sắc tố và làm cho da bị xanh đen. Nguyên nhân là do đâu thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với Ngọc qua video ngày hôm nay nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của Ngọc. Chia sẻ về vấn đề là chúng ta sử dụng lá trầu không để trị nám thì có rất nhiều những cái tranh cãi trong cái vấn đề này, và các bạn cũng đã nghe rất nhiều thông tin rồi đúng không? Các bạn có thể lướt ở trên các cái diễn đàn làm đẹp này thì cũng có khá nhiều bài viết chia sẻ về những cách mà chúng ta dưỡng da hàng ngày bằng những phương pháp rất là từ thiên nhiên, thì bao giờ chúng ta sẽ ưu tiên những phương pháp về từ thiên nhiên hơn, và các bạn cho rằng là những cái phương pháp này nó rất là an toàn cho da và sẽ ít cái tác dụng phụ. Tuy nhiên thì không phải lúc nào cũng đúng. Thậm chí là nếu như các bạn không nắm rõ về những cái tác dụng này và những cái thành phần trong cái sản phẩm đó, nó làm cho da các bạn dễ gánh những cái hậu quả mà chúng ta không mong muốn nhất. Và phải kể đến đó là một trong những cái phương pháp này là các bạn truyền tai nhau, đó là trị nám bằng lá trầu không, bằng cách đó là giã và lấy cái bã đó và chúng ta đắp lên mặt. Và chia sẻ từ chị em đó là sau khi một thời gian cấp, chị em chẳng cần phải dùng những sản phẩm dưỡng da nào, mà là chỉ cần bằng phương pháp đó là giã nhuyễn lá trầu không, sau đó đắp lên mặt và dưỡng trắng da. Vậy thì trong lá trầu không có gì mà làm cho làn da các bạn trắng nõn hơn? Thì các bạn đã biết là lá trầu không rất là quen thuộc đối với các bạn rồi đúng không? Trong đông y thì với lá trầu không có rất nhiều tác dụng này, có thể trị bệnh ngoài da này, có thể trị táo bón này, và có thể làm trị hôi miệng. Trong lá trầu không có chứa rất nhiều những hàm lượng nước này và chất béo và chất xơ và protein. Ngoài ra thì có một cái chất đó là phenoic, và chính là cái chất này sẽ làm cho tác dụng là tẩy trắng da và ức chế cái melanin và giúp da trắng rất là nhanh. Tuy nhiên thì vẫn cũng chính là cái thành phần này là thành phần phenoic, với cái tác dụng là tẩy trắng nhanh và mạnh như thế thì nó cũng kèm theo với những cái hậu quả là sau một thời gian thì da dễ bị giãn mô mạch này, dễ bị kích ứng mẩn đỏ này, và dễ bị tăng sắc tố mạnh. Và thậm chí là Ngọc cũng đã gặp một số những trường hợp là đắp lá trầu không sau một thời gian da rất là trắng, tuy nhiên thì sau một thời gian sau da bị tăng sắc tố dội ngược rất là mạnh này và biến đổi màu từ màu bình thường sang màu xanh đen. Và các bạn phải nhìn thấy giống như trên hình ảnh trên đây, Ngọc sẽ chia sẻ với bạn một số trường hợp mà Ngọc đã từng gặp. Và các bạn phải biết là khi mà da đã bị như thế này rất là đáng buồn rồi đúng không? Thành phần phenoic thì sẽ giúp trắng da, tuy nhiên thì dùng một thời gian lâu dài là sẽ làm cho mỏng da này, mài mỏng da hơn. Và nếu như các bạn không chống nắng thật là tốt thì rất dễ bị cháy da và rất dễ bị sạm nám nhiều hơn sau khi các bạn sử dụng. Và chất này sẽ khiến cho da các bạn dễ bị nóng rát. Và các bạn biết rồi, nếu như mà mài mỏng lâu dài thì da các bạn dễ bị mỏng yếu hơn, và kèm theo rất nhiều những cái tác dụng phụ khác nhau nữa. Việc sử dụng lá trầu không để chữa nám có hiệu quả hay không thì nó cũng tùy vào tình trạng khác nhau, và các bạn cũng không nên quá lạm dụng với phương pháp này và dễ dẫn đến những cái hậu quả chúng ta không lường trước được. Và trước khi sử dụng những cái phương pháp gì trên làn da mà chúng ta chưa xác định chính thống cái nguồn tin thì các bạn cần phải xem xét lại. Và hiện nay thì chưa có một khoa học nào chứng minh được là lá trầu không có thể ức chế nám được tốt. Chưa kể nếu như các bạn sử dụng phương pháp này thì có thể dẫn đến gây tổn hại làn da cho các bạn và dễ dẫn đến cái tình trạng nhiễm khuẩn. Mình mong rằng đây là một thông tin rất hữu ích cho bạn nào mà đang có ý định sử dụng phương pháp này để chữa nám hoặc là để muốn dưỡng trắng da. Các bạn cần phải thận trọng trong khi sử dụng. Với tình trạng nám thì có rất nhiều phương pháp mà chúng ta cần phải phối hợp, chứ không phải là mỗi chỉ là đắp vài lá trầu không lên mặt mà chúng ta có thể điều trị được. Cho nên là các bạn hãy nhớ là nếu như chúng ta đã có cái hiện tượng nám thì các bạn cần phải đi thăm khám da thường xuyên và cần phải có cái sự tư vấn từ các chuyên gia và các bác sĩ để chúng ta có thể xác định được cái làn da chúng ta. Và điều tốt nhất là các bạn cần phải phòng trước khi là chống, cho nên là các bạn cần phải chăm sóc da hàng ngày và chúng ta cần phải bôi kem chống nắng hàng ngày để hạn chế được cái vấn đề tăng sắc tố trên làn da các bạn. Và đến đây thì video là kết thúc rồi. Nếu như các bạn nào thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhớ like và subscribe kênh của Ngọc nhé, để không bỏ lỡ những video hay hơn nữa. Xin chào và tạm biệt các bạn ở những video sau.